Dạ em xin chào các anh chị đang quay trở lại với DSS Corner và em là Lê Lương. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến với các anh chị về một dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ SKG là SKG F3 Life và đang được phân phối chính hãng bởi DSS. Về sản phẩm SKG F3 Lite thì anh chị có thể thấy là ngoại quan của sản phẩm rất là vuông vức cũng như là màu xanh min chủ đạo của SKG. Về thông số cũng như là tên của sản phẩm cũng được liệt kê rất rõ ràng ở trên vỏ hộp. Ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng cũng như là cái phần thân máy chính của chúng ta, SKG F3 Lite ở đây. Về ngoại quan thì sản phẩm của chúng ta sẽ có màu bạc. Độ hoàn thiện của SKG F3 Lite rất là được chăm chút, kỹ lưỡng, cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn ở trên tay. Ở phía trước này anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phần lỗ để chúng ta có thể gắn được những cái đầu massage vào. Tiếp theo là ở phía bên trong hộp chúng ta sẽ có bốn cái đầu massage. Đầu tiên là đầu bóng tròn sẽ giúp chúng ta hỗ trợ massage trên những vùng cơ lớn, ví dụ như là cơ đùi, hoặc chúng ta có thể là hỗ trợ massage trên những vùng lưng mà chúng ta cảm thấy là cái đầu này thoải mái. Tiếp đến là cái phần massage phẳng ở đây. Cái này chúng ta sẽ massage được hầu hết các phần cơ ở trên cơ thể. Tiếp đến là cái đầu massage hình chữ U này, và chúng ta rất là dễ dàng sử dụng cái sản phẩm này khi mà chúng ta massage những khu vực cổ, vai gáy, cảm giác rất là thoải mái. Cái này là em đã thử rồi, khá là tốt. Cuối cùng của chúng ta sẽ có một cái đầu massage hình trụ tròn ở đây, và chúng ta sẽ thích hợp để sử dụng massage trên những lòng bàn tay và lòng bàn chân. Về cái cách sử dụng của dòng sản phẩm này thì cũng rất là đơn giản, khi mà chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái đầu massage mà chúng ta ưa thích, chúng ta lắp vào ở phía trước này. Anh chị thì cần thấy là em ấn vô nó như vậy và chúng ta chỉ cần thao tác gỡ ra như thế này. Về để khởi động sản phẩm, chúng ta sẽ có một cái phần nút nguồn ở phía bên dưới. Chúng ta chỉ cần ấn giữ nút nguồn này trong 3 giây để chúng ta có thể khởi động máy. Và mặc định chiếc máy của chúng ta sẽ khởi động ở cấp độ đầu tiên. Chúng ta sẽ có 4 cấp độ lần lượt và chúng ta sẽ thao tác ấn để thay đổi những cấp độ. Về độ ồn của sản phẩm này cũng rất là thân thiện, khi mà em sử dụng nó rất là êm. Em đánh giá cái sản phẩm này vừa nhỏ nhưng mà nó cái tác dụng massage cũng như là phần độ ồn rất là ok. Em sẽ tăng lên cấp độ thứ tư cho anh chị coi khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Đây là cấp độ thứ tư. Và cái phần tác động của máy massage này cũng rất là tốt, khi mà biên độ dao động của nó lên đến là 7mm, hỗ trợ cho chúng ta massage sâu những khu vực đùi cũng như là massage ở trên cơ thể một cách rất là thư giãn. Về sản phẩm của chúng ta, khi mà chúng ta muốn tắt, không sử dụng nữa, chúng ta sẽ tiến hành dừng giữ trong vòng 3 giây. Về cổng sạc của sản phẩm của chúng ta sẽ là một cổng sạc Type-C và chúng ta có thể sử dụng chung với các thiết bị điện thoại cũng như là phụ kiện ở nhà của chúng ta. Chúng ta rất là linh hoạt khi mà chúng ta chỉ cần một sợi dây sạc và có thể là sạc cho hầu hết những thiết bị. Ngoài ra thì sản phẩm của chúng ta vẫn được đi kèm một sợi sạc Type-C nữa, nên là anh chị yên tâm về cái sử dụng sản phẩm này. Ở phía bên trong của sản phẩm F3 Lite này của chúng ta sẽ được trang bị một động cơ không chổi than, đem lại cái hiệu suất cao khi làm việc cũng như là về độ ồn rất là thấp. Ngoài ra thì độ bền của dòng sản phẩm này cũng rất là cao. Tiếp đến chúng ta sẽ được trang bị một viên pin 650mAh, đem lại cái thời gian hoạt động liên tục từ 2 cho đến 4 tiếng. Và chúng ta chỉ cần sạc qua cổng Type-C này thời lượng trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ là chúng ta đã sạc đầy cái chiếc máy của chúng ta. Và chúng ta lưu ý là điện áp vào của cái thiết bị này của chúng ta là 5V và 2A để chúng ta có thể là sạc cái thiết bị này được nhanh nhất và tốt nhất. Tiếp đến là có thể là anh chị đã sử dụng nhiều những cái thiết bị máy massage, súng massage ở trên thị trường, thì anh chị sẽ có thể thấy là cái điểm chung của những cái dòng sản phẩm đó nó sẽ khá là lớn, cũng như là cái màu sắc thì thường sẽ về những cái tông màu tối, và cái khả năng linh động chúng ta có thể mang di chuyển cũng như là sử dụng cũng khá là bất tiện. Nhưng mà F3 Lite anh chị có thể thấy ở trên tay của em đây, em cầm nó rất là nhỏ gọn cũng như là cái màu sắc của nó rất là hiện đại. Khi mà chúng ta có thể là mang đi du lịch, mang đi dạo hoặc là chúng ta đi tập gym, chúng ta có thể cầm nó ra và chúng ta sử dụng. Độ ồn của nó rất là thấp, rất là nhẹ nhàng khi mà anh chị có thể là nghe thấy trước đó em sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, tuy F3 Lite có một ngoại hình nhỏ gọn nhưng chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm sử dụng tốt với cái động cơ ở phía bên trong, với tốc độ vòng quay tối đa lên đến là 3.200 vòng một phút, kết hợp với hành trình dài lên đến là 7mm, đem lại chúng ta cái trải nghiệm sử dụng rất là thỏa mãn, cũng như là cái khả năng massage sâu của dòng sản phẩm này trên những cái phần cơ ở trên cơ thể của chúng ta. Em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này và em hẹn các anh chị trong những cái video sắp tới về những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ DNS.